Thưa quý vị, hôm nay là ngày làm việc thứ hai của Hội nghị Toàn quốc học tập quán triệt nghị quyết Trung ương 6 khóa 13. Hội nghị được trực tuyến đến 11.632 điểm cầu trên cả nước. Tại điểm cầu Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, có sự tham dự của Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên dự quyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng và các thành viên trong Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng. Theo đó, trong ngày làm việc này, hội nghị tiếp tục quán triệt các chuyên đề về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hội nghị nhằm nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các nội dung văn kiện hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, tới cấp ủy các cấp, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở đó, định hướng cấp ủy các cấp, các ban bộ ngành địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, kết luận của hội nghị lần thứ 6 đảm bảo thiết thực, hiệu quả, góp phần đưa nghị quyết, kết luận hội nghị nhanh chóng đi vào thực tiễn, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.